các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14. Ở tập trước mình đã xây cho gấu trúc được một nơi ở mới. À, tập hôm nay mình dự định sẽ làm một cái có xe gió ở ngay đây nha các bạn. Đấy, mình cũng đã dọn ở khu này từ tập trước rồi. Trong thời gian rảnh ấy, giờ mình bắt đầu xây thôi. Tiền lấy nguyên liệu thôi. Sử dụng gỗ băng sam nha. Còn một ít gỗ sồi. Cái diều của mình nó hư rồi các bạn. Gần hư rồi mình cắt rồi. Okay, giờ bắt đầu xây luôn thôi. Mình lấy thêm đá nữa. Mình sẽ lấy ít than để mình nung lên làm gạch đá các bạn. Đây than mình để đây đi. Giờ đi thôi. Hết cuối tập này mình sẽ đi enchant một cây diều khác nha các bạn. Chứ xài diều sắt thì đào khá lâu. Chưa để mình nghĩ xem. Mình sẽ sang bằng cái này lại tí đi. Chứ để như vậy thì khó xây lắm. Giờ mình sẽ sang bằng cái này nha các bạn. Xong một hồi thì mình cũng đã sang bằng xong cái này rồi. Giờ mình sẽ tiến hành xây dựng thôi. Làm một thêm một cái gương cho đỡ chặt đầu các bạn. Làm một cái gương đây đi. Đặt cái gương ở đây đi. Cho đồ vào cho đỡ chặt đó. Mấy những thứ cần thiết thôi. Giờ mình sẽ làm một cái lò nung để nung đá lên. Bốn cái đi. Lấy than cho vào. Okay. Giờ cho nó nấu đi. Sao tiến hành xây dựng thôi. Sẽ dự định xây có xương gió ngay đây nè. Trước tiên mình sẽ đặt trụ chứ. Đây. Một cái ở bước phía này mình sẽ dùng gạch đá ốp vào nha các bạn. Để coi nó nấu được bao nhiêu rồi. Không có cái nào cái lò nào để nấu gạch hết. Mình phải có thì đỡ, chỉ có nấu thức ăn với nấu sắt thôi. Tạm thời thì lót vừa đỡ đi, cứ cho nó nấu. Lót đây. Gấp vào một giờ mình sẽ lấy thêm đá đi. Lóc lên thôi. Xong. Mình sẽ lót sàn luôn nha. Rồi đợi ra lót sàn đi, đợi cho nó nấu đá lên đó. Xong, sẽ dùng gỗ sồi đi. Mình sẽ lấy đá để lo để xây lên cao chút nữa. Đây chắc không đủ luôn rồi, lấy thêm đá thôi. Mình lấy hết những thứ trong gương đựng đá của mình qua ra đây luôn các bạn. Có gì thì cứ lấy mà xài. Để thức ăn. Mình sẽ xây ở dưới là đá, còn xây bên trên là bằng gỗ nha. Rồi sẽ lấy đá đi. Cho nó nung thêm đi.
nên tiên khoáng phải uống cái này. Chắc mình quên lấy dàn giáo rồi. 50 2 3 4 5 Okay, mình sẽ đi lấy cái dàn giáo đó ra. Giờ xây gạch lên cao chút nha các bạn. Gạch lên 5 đất đi. Xuống dưới đấy kia luôn. Đây có cái ổ mần đấy. Giờ phần ở dưới mình sẽ dùng cái đá này đi, tại mình cũng có dư nè các bạn. Chứ trước mình sẽ xây cái nhà câu cá phụ dư này, giờ dùng nó đập lại ra. Rồi giờ mình sẽ đi ở đây thôi. Đây là gạch đá dry các bạn, này là đá dry. Ở đây cũng vậy luôn. Cây cúp của mình mới anh chan đó là nó bị hư, là do mình đã đi đào một cái đường, cái hang để đào mai các bạn, để lấy đá nè. Tại hiện tại mình hết đá rồi nên mình phải đào thôi. Cuối tập này mình sẽ làm cây khác đấy. Ok, hôm đấy về kéo ngang cái gỗ ngang đây. Giờ mình sẽ xây phần trên nha. Đấy. Trên này cũng có tiền cọt đi. Đây cũng lên 50. 2, 3, 4, 5. Sẽ lên cỡ 7 thôi đúng không? Chứ cao không phần chứ. Đi là bằng rồi đó. Xuống dưới xe này khu trời. Về ôm rồi đấy. Rồi lấy đá hết thôi. Hết đá luôn. Lấy cái dạng giáo lại thôi. Còn có gớt ở đây không? Bên hết rồi. Ui. Nghĩa mình sẽ lót cái... Ui trời trời trời. Mình sẽ lót cái sàn này lại trước các bạn. Không phải đi gì té chết. Đây, lót lại bằng gỗ này nha. Gỗ xoài đi. Chờ cái đường để mình đi lên, đi xuống à. Đây mình sẽ gỗ phân san để đắp trên. Để đi xuống dưới coi thử cái này. Lên cao chút nữa.
coi lại nữa nè. Vậy được rồi đấy, giờ mình sẽ tương tự với hai ba mặt còn lại thôi. Ok, mình đã xây xong rồi, giờ đi xuống coi lại lần nữa nè. Ở đây mình sẽ lấy thêm gỗ đi, hiện tại mình hết gỗ, giờ mình sẽ chặt thêm một cây nữa mà. Mình đã chặt xong cây và cây diều mình cũng đã bể luôn rồi, thì mình sẽ làm cái cây diều khác luôn, đi ăn chăn coi. Giờ sẽ đi luôn. Cuối tập mình sẽ ăn chăn cây cúp sao, giờ ăn chăn cây diều trước đây. Ui trời, trời cũng tối rồi, ăn chăn sẽ đi ngủ. Mình chưa chế tạo mình sẽ cuốn. Ok, có chậm hỏng ba luôn rồi, nhiều cá tốt. Cá giờ đi ngủ rồi. Giờ mình sẽ trang trí dưới tí các bạn. Sẽ trang trí cái chỗ như vậy các bạn. Giờ thì lấy đá thôi. Ok, mình đã trên đây rồi. Đấy. Sẽ đây sẽ là cái cầu hang gỗ băng sang đó nè. Mình thử trang trí gì sao. Ở đây bình thường như vậy, trang trí sao? Thì mình sẽ làm cao lên chút nữa là làm phần cánh của cái chân trống nha các bạn. Không biết phải gọi là cái chân trống không nữa, mình cứ gọi là cái chân trống đi. Sẽ dùng cầu hang đi, cầu hang của gạch đây, cầu hang gạch đá này. Đó. Cái này thiếu. Cái phần lá sẽ làm như vậy nè. Để xem có ổn không. Có nên cao nữa không ta? Mình sợ cao quá thì cá khó nhìn. Ok, làm thấp vậy thôi. Đây, sau khi mình sẽ xong máy giờ mình sẽ làm một phần cánh quạt các bạn. Mình sẽ lấy một cái cây để cái ngang. Này được chưa ta? Này tầm này chắc được rồi đấy.
quên, nãy giờ mình quên cắt lông cừu nữa. Xong ra như hai tập mình mới cắt có mấy cọng lông thôi, không lông cừu rồi. Mình sợ không không đủ nữa rồi. Bởi vì xây vừa cắt lông cừu nữa, không lâu một hồi không có làm cánh các bạn. Ok các bạn ơi, sau một hồi thì mình đã xây cái máy thành cái cánh quạt thành như vậy đây. Mình thấy như vậy là ổn rồi các bạn. Giờ thì lên làm phần máy ở trên. Máy trên sẽ dùng cọc hai này luôn. Đấy. Đây mình đá nè. Giờ đi lên trên xây phần máy là xong đấy. Ok, nên là mình đã xong phần máy luôn rồi. Giờ thì ốp ở bên trong. Đây, chị Dân sẽ đặt hàng dần luôn. Đây cũng đặt hàng dần luôn. Và làm gì đi. Đây, xong. Đây. Vậy tạm thời xong xong đấy rồi, giờ mình vô lấy cái cửa gắn vào nữa. Ok, như vậy mình đã sơ bộ hoàn thành cái tấm cắm cái cối xe gió các bạn. Mình nghĩ mình xây không được đẹp cái đống, các bạn cũng thông cảm mình nha. Ok, giờ mình sẽ cắt đồ và làm một công việc khác. Sau khi xây xong giờ mình sẽ trồng lúa luôn các bạn. Tại hiện tại mình hết nguồn lương thực rồi. Mình chưa trồng được cái ruộng hết, giờ mình sẽ bắt đầu trồng luôn. Sau tiện trang trí xung quanh cái khu này luôn, cho nó bớt trống trải các bạn. Em sẽ cút lên. Làm con đường mòn các bạn. Đặt ra. Đây, con đường mòn. Đây luôn. Là gì đi, là mình sẽ cút tất ra cầm vô thôi thôi, đập ở dưới cho nó chờ đây đắp đắp lại. Đấy, như vậy là mình sẽ giấu một nước thôi mà cút ra thôi. Các bạn đừng lo nha, tại vì trên đất của trồng lúa thì không bao giờ xuất hiện zombie nên mình cũng không sợ gì đó. Zombie nó không spawn trên đó các bạn. Đây mình sẽ trồng khoai tây. Chúng ta lại trồng vậy đi. Mình sẽ lấy thêm ít cái hàng rào mình trang trí thêm nữa. Ngủ cái đó. Ok ha các bạn. Ở đây mình dự định sẽ trồng hết lúa luôn nè. Hy vọng là đủ đi. Mình sẽ giờ mình sẽ chế nước trồng. Chắc không đủ rồi. Mình sẽ cái bột xương bón cho nó lên luôn các bạn.
Vậy là ổn rồi đấy. Mà mình không biết cách để làm cái cháo bí ngô này là có cái mạch các bạn, như lúc trước vậy đấy. Bạn nào biết thì nhớ comment chỉ mình nha. Ok, mình nghĩ tập này như vậy thôi. Hay là nên đi mai ta. Ok, giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xuống cái hầm mà mình đào đá rồi. Trước tiên mình cắt đồ cái đã. Ok, mình đã cắt đồ xong rồi. Nhưng mình nói ở đầu video mình sẽ làm một bộ dụng cụ mới. Mình sẽ làm một cây cúp mới nè. Sẵn mình có sẵn rồi. Giờ đi em chăn nó lên thôi. Hy vọng là sẽ ra những dòng ngon tí. Ok, đỡ rồi. Làm một cái cúp thôi. Mềm mại, ô cúp siêu tết được rồi các bạn. Mình đang cần cái cúp mềm mại, ok. Hy vọng sẽ có chăm hỏng. Ok, hiệu suất 4 chăm hỏng. Ok, khá ngon đấy, cúp này khá ngon. Đây là cây sẻn hiệu suất 4 luôn, một sẻn anh chanh luôn. Ok, tạm được, kệ cây sẻn hiệu suất 4. Nhưng nếu có chăm hỏng thì tốt hơn. Kệ không sao các bạn, như vậy là quá tốt rồi. Giờ đi xuống rồi mình sẽ cho các bạn đi xem cái chỗ mà mình đi mai trong thời gian như thế đập nha. Mình đã đào thẳng xuống dưới rồi. Và mình mới đào tới con tí thôi. Giờ mình sẽ đào khoảng tầm 5 đến 10 phút cho các bạn xem coi có kim cương không nha. Okay, đây là đường xuống nè. Mình dự định sau này mình sẽ trang trí ở cái khu này luôn. Gót chân chưa kịp. Đào thẳng tới thôi. Đào gì sẵn đó đi đá nha các bạn. Thật ra các bạn đào như vậy chỉ cần đào một ô thôi. Đào một đường thôi, cái này mình đào ba đường để chủ yếu lấy đá nha.